Bây giờ thì mặt bằng á, là khoảng chừng 1m2, 2m2 hay 3m2. Rồi ở trong hẻm, hẻm lớn hay là hẻm nhỏ, hẻm xe đạp hay là hẻm xe Honda, hay là hẻm chỉ có một người đi bộ vô. Khoan, mặt bằng mà 1m2 là khoảng cái bàn này thôi hả? Thì để cái túi xách vậy rồi bán hàng online. Dạ không, dạ không. Đó là chiến lược của ai, không phải là chiến lược của con. Chiến lược của con là mặt bằng ở chỗ mà đông đúc dân cư, ngay khu trung tâm, dễ mua bán làm ăn. Trả lời. Bác hai. Sáng con. Dạ thôi con đi làm. Ừ, làm đi con. Bác hai. Ừ. Bác hai đang rảnh không? Rảnh mới ngồi ở đây nè. Bác hai nói chuyện với con chút được không? Con nói đi. À, con có chuyện muốn nhờ bác hai á. Chuyện gì? Đừng mượn tiền tôi nha. À, dạ dạ không, dạ không, con có mượn tiền. Ừ. Con muốn hợp tác kinh doanh với bác hai. Nào giờ tôi có hợp tác làm ăn gì, kinh doanh gì đâu, tự nhiên giờ hợp tác kinh doanh với bác hai. À, ý là con muốn thuê cái mặt bằng á để làm ăn, thì bác hai làm bên nhà đó chắc bác hai biết, bác hai chỉ cho con đi. Thuê. Nếu mà được thì con mua luôn. Mua. Mua gì? Mua mặt bằng để kinh doanh á. Ủa hồi nào bây giờ con có mận ăn cái gì đâu mà tự nhiên bây giờ mày đặt là thuê hay là mua mặt bằng để kinh doanh là sao? Thì giờ con mận ăn nè. Bây giờ con mới mận ăn hả? Dạ. Nhưng mà nó nghe, tiền bạc á, để dành dụm được bao nhiêu á thì á, là bác thấy là gửi ở ngân hàng đi. Còn không á là đầu tư mua đất đi. Trời ơi, không tự nhiên cái không biết làm ăn kinh doanh nữa, bây giờ mới đầu tư nhào vô mua cái mặt bằng hay là thuê mặt bằng, rủi lỗ sặc máu thì sao con? Không, cái này con lên kế hoạch lâu lắm rồi, bây giờ là con mới thực hiện mà con quyết tâm thực hiện, nên bác hai cứ giúp con tìm cái mặt bằng thôi là được. Nhưng mà con muốn kinh doanh về cái ngành nghề gì? Con muốn mở một cửa hàng thiết kế quần áo. Hồi nào giờ đâu có thiết kế quần áo đâu. Con có may mà. Ừ. Thì đó, con cũng học được một mớ rồi. Rồi con có đi nghiên cứu nữa. Thiệt, chuyện này là con quyết dạ. Có bình thường không? Con hả? Ờ. Con Ý là bác hai nó còn bất thường hả? Không phải, hỏi có bình thường không chứ không hỏi hỏi bất thường. Nhưng mà đại khái nôm na. Bình thường. Bình thường. Con bình thường. Ủa bình thường tự nhiên sao đi kinh doanh mặt bằng ta? Trời ơi, bác hai phải tin tưởng con chứ. Bây giờ là con quyết làm ăn, con quyết vươn lên để làm giàu. Bây giờ là con đã tính toán kỹ hết rồi. Bác hai chỉ cần nha, kiếm cái mặt bằng cho con thôi. Ờ, rồi thôi được rồi. Bây giờ thì mặt bằng á, là khoảng chừng 1m2, 2m2 hay 3m2. Rồi ở trong hẻm, hẻm lớn hay là hẻm nhỏ, hẻm xe đạp hay là hẻm xe Honda, hay là hẻm chỉ có một người đi bộ vô. Khoan, mặt bằng mà 1m2 là khoảng cái bàn này thôi hả? Thì để cái túi xách vậy rồi bán hàng online. Dạ không, dạ không. Đó là chiến lược của ai, không phải là chiến lược của con. Chiến lược của con là mặt bằng ở chỗ mà đông đúc dân cư, ngay khu trung tâm, dễ mua bán làm ăn. Trả lời. Bà nội, con điên vừa phải thôi. Trời, ngay trung tâm là con biết không? Bạc tỷ chứ không phải dẫn chơi đâu. Trong đây có 300 triệu. Con đưa cho bác hai trước. Bác hai tìm được mặt bằng nào, bác hai đặt cọc cho con. Con tới con thấy, ưng con chốt luôn. Con tin tưởng cho bác hai lắm. Con đi làm nha. Nhớ sớm giùm con nha bác hai. Ba trăm triệu ở đâu ra? Đừng nói tôi với tiền vàng bạc giả đi. Chết rồi, hồi nào vợ làm mình có số tiền dữ vậy? Không được rồi. Phận làm bác mình phải điều tra cho tới nơi tới chốn. Alo, con Thái có chuyện rất là quan trọng. Thái ơi, vợ của con nó bất bình thường rồi, không hiểu tại làm sao á, nó gặp bác rồi nó nói là nó cần mua thuê trước rồi mua sao một cái mặt bằng, mà mặt bằng ở ngay khu trung tâm, một mặt bằng là đông đúc để nó kinh doanh cái ngành nghề quần áo thiết kế gì đó. Bác ngạc nhiên quá, nó đi rồi bác mới nói với con biết, mà ngạc nhiên hơn nữa là nó dằn mặt bác 300 triệu, gọi là tiền đặt cọc để đi tím mặt bằng cho nó. Hỏi cho chắc ăn nha,
chứ để không á, bác lỡ tay bác cầm tiền của nó đó, rồi dính líu vô cái đường dây mà rửa tiền hay buôn bán tiền á, rồi già từng tuổi này rồi bị liên can nhục lắm nha con nha. Như vậy là không sao, thằng chồng xác nhận là không làm ăn phi pháp rồi mà. Nếu như vậy thì 300 triệu này mình có quyền cầm. Trời, nó thơm hơn cái mùi bún bò Huế này. Trời, đồng tiền quyến rũ quá, quyến rũ tôi quá. Được rồi, để bắt kiếm cho coi nghe.